ẩu đả với Hummel, huấn luyện viên Dortmund quyết định từ chức. Edin Terzic đã quyết định từ chức huấn luyện viên Dortmund sau mâu thuẫn không thể hàn gắn với trung vệ Mats Hummels. Cho dù gây thất vọng ở Bundesliga mùa trước, huấn luyện viên Edin Terzic vẫn được xem là người hùng của Dortmund khi giúp câu lạc bộ này lọt vào chung kết Champions League. Người hâm mộ áo vàng đen thậm chí muốn câu lạc bộ sớm gia hạn hợp đồng với Edin Terzic sau những gì đội bóng thể hiện trước Real Madrid. Dortmund đã có màn trình diễn đầy ấn tượng tại Wembley. Trước khi thua trận 0-2, đội bóng của Edin Terzic lấn lướt Real Madrid suốt hiệp 1 và tạo ra một loạt cơ hội ăn bàn. Chiến thuật của huấn luyện viên 41 tuổi người Đức vì thế được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, Edin Terzic bất ngờ quyết định từ chức huấn luyện viên Dortmund chỉ hơn 10 ngày sau trận chung kết Champions League. Trên trang chủ Dortmund, Edin Terzic giải thích, sau trận đấu ở Wembley, tôi đã yêu cầu họp mặt với ban lãnh đạo câu lạc bộ để bàn bạc tương lai. Sau 10 năm làm việc tại Dortmund, bao gồm 5 năm làm trợ lý và 2 năm rưỡi làm huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy câu lạc bộ cần có một huấn luyện viên mới. Edin Terzic cho biết đây là quyết định rất khó khăn với bản thân, bởi lẽ ông vốn là người hâm mộ Dortmund suốt đời. Ông đã thử suy nghĩ lại trong vài ngày vừa qua, nhưng không thay đổi được mong muốn từ chức. Theo truyền thông Đức, lý do chính khiến Edin Terzic từ chức là mâu thuẫn với ngôi sao Mats Hummels. Trước trận chung kết Champions League, Hummels đã công khai chỉ trích chiến thuật của Edin Terzic, cho rằng đó là nguyên nhân khiến Dortmund sa sút và chỉ về đích thứ 5 tại Bundesliga. Các bình luận của Hummels khiến Edin Terzic nổi giận và cả hai đã lao vào ẩu đả. Họ chỉ chấp nhận tạm thời làm hòa để tập trung vào trận đấu với Real Madrid. Phía Dortmund không cho thấy quan điểm của họ trong vụ việc này khiến Edin Terzic thất vọng. Ngược lại, Hummels cũng ngầm tuyên bố anh chỉ ở lại Dortmund nếu huấn luyện viên người Đức ra đi.